bạn nghĩ một đội hình như thế nào không phải là Esodia chỉ ở level 8 mà có thể đấm được cả Esodia level 9 có Belvedere sao? Trận này mình gặp đấy. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Niềm vui thì khoe là đương nhiên rồi, nhưng mà nỗi buồn thì mình cũng muốn san sẻ. Các bạn không lấy, mình bắt lấy. Đừng có mà giang hồ nha. Vãi chừng luôn, trận này mình chơi Esodia mượt như sân siêu, lên được cả Belvedere 3 sao mà gặp một cái nhà quái vật phút chốc nó đấm cho mình mất cái top 1 khóc 3 ngày 3 đêm. Thề trận này cay vãi chưởng. Không tin thì các bạn cứ xem hết đi, xong rồi là comment ở phía dưới xem nó có cay không nhá. Muốn có năm vàng 3 sao thì phải lấy Legend Son chắc chắn rồi. Và game này thì chúng ta sẽ được tới vùng đất Targon đỉnh núi. Như mọi game thôi, mình có 3 mảnh đồ làm vốn là một đai, một gậy và một kiếm. Đồ và tướng rơi ra không phù hợp với hai cái lõi công nghệ vàng còn lại ở 2.1, nên là mình chọn kiên nhẫn học tập. Cứ bị hai đấy. Chưa đủ Ionia nên là mình cứ để tặng một cặp Soraka, một Kama với cả con Ire 2 tanh là Phong Đét nhé. Gặp ngay một nhà Surima kẹp Galio, đánh bằng lõi Galio Carry. Rất là lâu rồi mình thấy có người chơi Galio đấy, tại vì nó hơi yếu ấy. Có ai mà chơi cái lõi này mà bài khỏe top cao thì nhớ là khỏe dưới comment cho mình biết nhé. Tiếp theo là một nhà hai đấu sĩ hẳn hai con cho gắt 2 sao Châu VL, tanh cho Samira đằng sau đam liên tục. Tiếc là Ire nhà mình tanh cũng cứng lắm, lại còn được cả Soraka bút máu nữa thì mình vẫn thắng hẳn 3 chết là điều dễ hiểu đúng không anh? Đấy, 2.3 đã đủ 3 Ionia rồi, âm 5 thêm Warwick kích dung sĩ nữa. Như thế là đủ để giữ chuỗi thắng 3 rồi, áp đảo cái nhà phù thủy cả về chất lượng với cả số lượng luôn. Quá là ít sự lựa chọn ở chợ, mình làm cái set cầm con giáp. Ủa gì đó? Hy vọng là nó sẽ lên 2 cho mình đép lên 9, giáp lửa cho Ire luôn nhá. Nãy thì gặp Galio Carry, giờ thì gặp Warwick Carry. Mấy anh em thích chốt bài sớm ghê. Còn Warwick này 2 sao 2 đồ cao nhanh đấy, nhưng mà cái giáp lửa trên người Ire khiến cho nó bất lực và khiến cho mình thắp lửa lên. Chiến thắng thứ 5 của mình là thất bại của cái nhà đép bằng của đá bóng đêm kẹp Samira. Tuyệt vời, để mình bán con rắn với cả Soraka đi làm kinh tế 20 tiền nhé. Người đá cho mình một cung, một váy và 5 con tướng bậc 3, tổng cộng là 15 tiền. Neko cỡ nhỏ rơi ra từ đỉnh núi Targon, lên Gamma 2 luôn và thưởng cho nó cái gì khổng lồ. Chết một lượt lobby, thấy các nhà vẫn đang eco, chưa có dấu hiệu của sự bứt phá hay là nguy cơ cắt chuỗi mình, nên là mình cứ eco thôi chứ áp 6 vội. Thế mà xem tin nó ăn luôn, gặp cái nhà Samira 3 đồ đếp bằng Nossus King VL. May là Soraka búp máu kịp thời để giữ lại cái chuỗi thắng cho mình. Tiếp tục là một lõi công nghệ vàng, đang đánh phép mà ra đồ kim long đi con di bong. Mình lấy luôn kim long lấp lánh và nhận được luôn quyền trượng giả kim để hack tiền lên 9. Tuyệt vời, up level 6 thêm xếp vào sân, hâu 60 tiền để Kama có đam và để nó xin lời cho mình. Đang ngoác mồm ra cười cái tịt luôn, gặp 4 đấu sĩ cho gắt đã rất vàng, thì kể cả là có diệt cũng xin là tắt nắng. Tanh của mình chưa đủ trâu để Kama có thể trưởng và hạ gục đi những con quái vật này. Gặp lại Galio Carry đang eco trở lên 6 slow roll thì phải. Đam của bài mình to hơn rõ rệt nên chiến thắng là ghế vì nó không phải bàn. Mình còn hack được thêm 4 tiền nữa, quá là ngon luôn. Để tối ưu trong việc hack tiền thì mình sẽ lấy cái găng 1 tiền ở chợ để về lắp clip phép cho Kama nhé. Được. Ông này phù thủy đã đầy đủ carry 2 sao để đép rồi. Swain 2 tanh quá trâu cho đồng đội phía sau thao của xà đam. Mặc dù là đã rất cố gắng nhưng mà Kama của mình chỉ hạ gục được 2 chết thôi và không hack được thêm đồng nào. Một round đấu khá là căng thẳng. Lên được 7 rồi thì mình tiếp tục kéo dài cái chuỗi caro khi mà gặp cái nhà đang nuôi khủng long có vẻ là chưa muốn nổ. Mình thắng giữ được máu nhưng mà vẫn không hết được đồng nào. Chê nhá. Ê, lêu lêu cay. 5 con sói chứ không phải là 3 con sói. Cho mình một găng, một nước mắt và một váy. Thấy cũng khá là nhiều nhà chơi phép, hiệu trợ nhân phù thủy các thứ, nên là mình lắp luôn cái vuốt rồng cho Ire. 4.1 thì mình không update được gì thêm nên là đành phải nhận một thất bại trước cái nhà Chitana đã dắt vàng đội hình và còn lại 68 máu. Oh no. Một game đấu 3 cái lõi công nghệ vàng, lần này thì mình lấy bài học đắt giá để lên 8 luôn và rơ nhẹ một tí để thêm tướng vào sân. Tất nhiên là không quên eco 60 tiền giữ đam cho Kama rồi. Trong lúc mình đang eco thì các nhà đã dậy thì và trưởng thành hết. Warwick giờ cũng lên 3 rồi, cao rất nhanh rất nhiều. Kama chỉ kịp hạ gục đi những con tướng yếu ớt khác trong đội hình đối thủ, chứ còn Warwick này thì tí nữa tính sổ sau. Dù thua nhưng mà thua một chết là không đáng kể nha. Vẫn đẹp. Nhiều chết hơn nhà chó gác, nên là con đầu sinh này phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cạp hết tướng team mình. Trong khi đấy thì Kama với những cú nội hỏa đã clear team bạn. Lắc với cầu vòng cũng giúp mình giữ lại được 62 máu trước vòng đi chợ. Thêm con lợn Seju cầm găng vào đội hình là hợp lý đấy. Vừa kích được Frozop lại còn vừa có bốc đồ nữa. Thay lại đội hình đép một tí. Và hình như là cái việc mình cầm Kama đã cản trở bước đi của cái ông Galio Carry này rồi. Ông ấy update được cả Galio 3 sao, nhưng mà Kama thì vẫn một. Định cười người thì bị người đấm cho một phát 8 máu, khóc thét. Chịu đấm ăn tốt thôi, cái nhà phù thủy form bài thế giới rồi. Cấu một phát 14 máu của mình, đợi đến Nupakachi kiếm báo chủ. Những trận thua nãy giờ cũng đã cho mình khá kinh nghiệm. Cùng với việc áp cấp dần từ lợi tức thì đến rau quái mình đã chặn được mốc 76/84 kinh nghiệm, thêm một găng và một đai từ quái nữa. Quái xong mình lên 9 luôn và roll một phát ra hai con Ari. Có Neko vàng rơi ra từ đỉnh núi, nhưng mà mình vẫn muốn roll thêm một tí bằng tiền để ổn định đội hình. Lắc 3 đồ Kama lúc nãy cho Ari nhưng mà chưa kịp xếp lại team, mình vẫn thua nhẹ cái nhà TX đã đủ với 30 số.
mấy cái đoạn thay máu đội hình lúc nào cũng loại xí ngẫu cả lên. Giờ mình mới ổn định lại được nhờ việc roll thêm, roll cạn luôn và mình lên được Ari 2, đeo vết được 2 con thì nơi cô cho nó luôn. Đấy, hôm nay Bionia 4 hiệu triệu nhân, 2 băng và có cả đeo vết nữa. Đồ tanh thì trả lại cho Sen, còn bàn tay thì cho bèo vết phụ đam. Xong xuôi đâu đấy thì xếp lại đội hình và đi bón hành cho từng nhà. Nhà Warwick giờ mới chỉ lên được 8, ngoài ra thì không update được gì thêm. Warwick cào vào người Sen quá mất thời gian. Mãi đến khi nó hạ gục được Sen thì Ari nhà mình cũng tung trưởng lần thứ 3 rồi. Những con sóng của Holy 9 đuôi cuốn hết những con tướng yếu đuối bên đấy và cuốn luôn ông này tới gần hơn với cái top 8. Kêu đi cũng kinh đấy, nhưng mà ý mình là kinh ở level 9 cơ. Chứ giờ vẫn còn level 7 đánh đấm gì với bài mình. Sen tanh rất cứng cho Ari thỏa sức skill. Bèo vét cũng góp phần rất nhiều với những pha mổ như mấy không. Ở chợ mình tóm được con Hammer cầm chùy xuyên phá quá ngon. Vừa khít lên được Hammer 2, còn chùy đi cho bèo vét. Mình không bắt thêm tướng nữa để tiền cho Ari có đam. 5.5 mình gặp lại Chitana, con bắn tỉa này cũng chung số phận với Kêu rồi. Đam liên tục vào Sen mà mãi Sen không chết. Đến lúc Sen hoảng rồi thì Ari cũng tung chữa kill hết team luôn. Đúng là carry một tiền của khác. Ari mãi đỉnh luôn các bạn. Đang cảm thấy mình vô địch thiên hạ thì gặp phù thủy nó tát cho một cái về với hiện thực luôn. Hai cái mấy chiêu rất cẩn thận, xong rồi lại còn trưởng thẳng vào tay của team mình nữa. Hàng thủ nằm xuống quá nhanh nên là Velvet cũng không kịp lên mana thì đã bị chiếu chết rồi. Ari thì vừa kịp tung skill lần thứ 3 thì bị ghép quãng. Mình nhận thất bại còn 11 máu cho cái tội chủ quan. Thêm một chiếc diệt cho Velvet sẽ là ok để nữ chú hư không có thể clear tank nhanh hơn. Lúc này thì mình cũng đã tích được 64 tiền và có thêm một Neko rơi ra từ vùng đất. Ông phù thủy cũng tranh thủ quất luôn combo Velvet 3, Taric 3 với cả Lắc 3 trước sự ngỡ ngàng của anh em lobby, khiếp hồn khiếp vía luôn. May là mình vừa gặp ông ấy ở round trước nên là chưa gặp lại ở round này. Giờ muốn bước qua sang ông này thì chỉ có 5 vàng 3 sao đấy các bạn ạ. Nhà khủng long Zaun giờ gần như là bất lực trước lượng đam của Ari team mình rồi. Rai đóng vai trò quan trọng trong combat với một pha skill hất tung kẻ địch tạo điều kiện cho Ari một phát nổ bay màu team bạn 10 điểm. Round này cũng đã tìm được chủ nhân của top 4 để cuộc chơi còn lại 3 cái tên. Dấu tích chỉ thẳng vào tên của phù thủy, mình bắt buộc phải roll thôi. Roll rất nhanh rất nhiều và với lượng tiền mà mình tích trữ được từ nãy tới giờ thì đây rồi. Bèo vét 3 hồi hộp vờ lơ xong rồi cái bóng. Không sao, chuyện này sớm muộn nó cũng kết thúc ấy mà. Tin tưởng vào sức mạnh của nữ chúa và rất tham vọng thêm một con 5 tiền 3 sao nữa nên là mình đổi đồ kim long cho Bèo vét hết tiền. Đấy các bạn nhìn xem, kha khá tiền rơi ra từ pha skill của Bèo vét đấy. Con tướng 5 tiền nào sẽ được chọn để dắt vàng tiếp nhỉ? Mình nhặt được một Hammer ở chợ và thêm một Hammer nữa có mặt trong cửa hàng. Thế thì chắc Hammer là người được chọn rồi đấy. Đối thủ 41 máu, 6.5 thì mình cấu bóp còn 23 máu khá là dễ dàng. Bán đi Ari đổi đồ cho người được chọn là Hammer, tích tiền chuẩn bị spam nút D. Nhưng mà 6.6 thì bớt dễ hơn rồi. Những chiếc máy chiếu của đối thủ vô cùng khó chịu. Lắc 3 tông skill tí nữa thì hạ gục được Bèo vét team mình. Má không dám thở luôn á. Ông kia còn hơn mình một máu thôi. Mình bắt đầu nhấn D dần nhưng mà chưa thấy vào cầu nên stop. Đợi sau dòng ngàn tuổi thì roll tiếp. Rất nhiều tiền được xả ra để roll nhưng mà mình chỉ bắt được Hammer thứ 7. Có cả Neko từ đỉnh núi nhưng mà không thể bắt được Hammer thứ 8. Không kịp rồi, combat cuối cùng đã diễn ra. Bèo vét của mình bị chiếu và nhận khống chế từ Zavan. Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì Bèo vét đã mổ không trúng Lắc do mình xếp ngược bên. Lắc skill thẳng vào người Bèo vét và kết liễu đi con nữ chúa hư không này. Sự công hiến này lại thành một thất bại khi mà mình không lên được Hammer 3. Buồn ơi là buồn. Giá mà các bạn an ủi mình bằng 500k anh. Giá mà các bạn an ủi mình bằng một cái like thì tuyệt vời biết mấy. Nhớ là like để mình tìm kiếm Hammer 3 ở một trận khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye.